Mến chào các bạn lại quay trở lại với CAD Radio, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự, thủ thỉ những vấn đề trong cuộc sống cũng như là những cái kinh nghiệm của bản thân thông qua cái quá trình tìm hiểu về chính mình cũng như phát triển bản thân bạn ha. Rồi kênh tâm sự của chúng ta sẽ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu vào lúc 20 giờ mỗi tối, và chủ nhật là chủ clip chủ nhật cùng CAD. Rất cảm ơn được sự đồng hành từ các bạn. Rồi bây giờ không biết là ngày hôm nay các bạn như thế nào hen. Hôm qua sau khi mà tôi nghỉ radio một buổi thì cũng có vài bạn vào nhắn tin bình luận hỏi là như thế nào, tại sao mà không thu, các bạn đợi. Nói chung là cũng xin lỗi các bạn vì lý do là mắt tôi dạo này nó hơi kém, và mỗi lần mà edit cái radio thì nó rất là mờ, khó chịu lắm. Nên hôm qua là phải đi khám và thuốc men các kiểu thì bác sĩ dặn là nên nghỉ ngơi. Thế nên là hôm qua tôi tạm nghỉ một buổi, hy vọng là các bạn thông cảm hen. Và rồi hôm nay chúng ta lại quay trở lại đây. Chủ đề ngày hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn đó là một cái chủ đề: bạn là than chì hay là kim cương? Cái chủ đề nghe qua thì nó hơi không có được mỹ miều lắm, không có liên quan lắm. Than chì hay là kim cương? Ủa, mình là con người mà tại sao lại ví than chì hay kim cương, đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ chúng ta thử nha, thử cùng nhau ngồi lại phân tích một chút xíu. Các bạn có biết than chì không? Theo như tôi được biết và cũng như tài liệu tôi nghiên cứu nha, than chì và kim cương đều là hai dạng của nguyên tố carbon. Nó cùng là carbon hết các bạn, nó chỉ là hai dạng thù hình khác nhau thôi. Và như các bạn cũng biết thì than chì á, đặc tính của nó là nó rất là dễ vỡ, nó vỡ vụn ra dễ dàng, mình chỉ cần nhấn nhẹ một cái là nó nát rồi. Và nó đen đúa xấu xí. Công dụng của nó thì cũng không có quá nhiều, và giá trị của nó trên thị trường cũng không có cao. Một cái cục than chì bị rớt xuống đất sẽ chẳng có ai mà quay lại lượm, hoặc là người ta cố công người ta đem về nhà nếu người ta không có mục đích sử dụng là đốt lò hay là trồng lan chẳng hạn. Đó, thì thường là sẽ bị quét đi như là rác. Còn nếu kim cương thì sao các bạn? Kim cương cũng là thù hình của carbon, nhưng mà kim cương cái độ cứng của nó là cứng nhất trong các loại kim loại. Và thêm một điều nữa là cái giá cả của nó trên thị trường rất rất là cao. Nó thuộc dạng là một cái vật chị em phụ nữ chúng ta rất là thích và cũng như rất là đắt tiền. Đau ví lắm các bạn, mỗi lần nói tới kim cương là rất đau ví. Vậy hỏi tại sao cùng là carbon đi ra nhưng mà lại có hai dạng thù hình và hai cái đặc trưng cũng như là cái giá trị nó một trời một vực như vậy? Rồi cái trong lúc tôi viết bài tôi mới nảy ra một ý định là sẽ viết, nhưng mà tôi nghĩ lại nên thu. Các bạn biết gì không? Tôi cảm thấy chúng ta giống như là những cái cục than chì vậy đó. Tất cả chúng ta luôn đều là những cục than chì. Ban đầu chúng ta chỉ là dễ vỡ, mềm yếu, đen đúa, xấu xí, và cái giá trị của chúng ta cũng không có cao nữa. Ban đầu là như vậy. Nhưng mà các bạn biết đó, để từ than chì tiến lên một bước trở thành viên kim cương sáng giá mà ai cũng muốn sở hữu, ai cũng muốn ngắm nhìn, ai cũng muốn có được, là cái viên than chì á, nó phải trải qua một cái nhiệt độ đủ cao và cái áp suất đủ lớn, rất lớn các bạn. Và việc cái viên than chì, cái cục than chì á, nó giống như là hóa kiếp từ một con vịt xấu xí trở thành thiên nga vậy đó, trải qua quá nhiều khó khăn, quá nhiều gian khổ, đúng không? Đâu có gì dễ dàng đâu các bạn. Muốn tiến hóa, muốn trở nên đẹp đẽ hơn, có giá cao hơn và được mọi người coi trọng hơn thì phải trải qua khó khăn hơn. Và thậm chí là khó khăn đến mức mà tưởng chừng như có nhiều lúc mình bỏ cuộc, mình không chịu đựng nổi. Thì đó là cuộc đời của than chì khi muốn tiến hóa, trở nên đắt giá như là kim cương. Vậy thì quay trở lại cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều chuyện chúng ta không hề muốn và nó đã xảy ra. Có những điều nó gây cản trở mình, nó khiến mình cảm thấy bức ép, cảm thấy khó chịu, cảm thấy cùng cực, cảm thấy muốn gục ngã. Nhưng rồi chúng ta cũng vượt qua. Và sau mỗi một lần chịu được thử thách của cuộc đời, vượt qua được những cái khó khăn gian khổ, dù cho mình có té thì mình vẫn tiếp tục mình đứng dậy. Đó là từng bước các bạn đang chuyển mình trở thành một cái viên kim cương. Các bạn gây dựng những cái giá trị cho người đời, các bạn tạo nên vật chất, các bạn tạo nên giá trị tinh thần cho những người xung quanh. Các bạn dần trở nên hoàn thiện cái bản thân của mình hơn, sống có ý nghĩa hơn. Và các bạn nhìn lại cái quãng đường mình đã đi cảm thấy rất là tự hào, bởi vì
bây giờ bản thân mình đã có được một cái vị trí ở trong mắt của những người xung quanh rồi. Đương nhiên điều đó không dễ dàng. Làm sao than chì mà một ngày một bữa trở thành kim cương được? Nó là trong một cái quá trình gọi là tôi luyện. Và chúng ta cũng đang tôi luyện giống như cái than chì, để một ngày nào đó mình được tỏa sáng và được người khác nâng niu trân trọng. Bởi vậy tôi mới nói á, những bạn mà hay than vãn, những bạn mà hay không hiểu là tại sao cuộc đời nó đối xử với tôi như vậy, tại sao tôi gặp chuyện A, chuyện B, chuyện C mà mấy người kia không gặp, là cuộc đời đang thử thách bạn, đang cho bạn cơ hội để trở thành viên kim cương sáng giá mà sao bạn lại từ chối, bạn lại trách giỏi cuộc đời, hơn giỏi vậy, đúng không? Hãy nghĩ về cái mặt tích cực hơn, đó là cuộc đời này đang cho bạn cơ hội để được trải nghiệm, để được hóa kiếp, để được biến thành một cái viên kim cương sau này thôi. Những người mà người ta trải qua nhiều khó khăn, gian khổ mà người ta không bỏ cuộc, người ta đi từ cái ổ gà này sang cái ổ voi khác, rồi cuối cùng người ta vẫn đứng đó sừng sững và tạo nên được nhiều cái giá trị cho bản thân và xã hội, những người xung quanh. Thậm chí từ những cái con người ở tận cùng ở đáy xã hội bị vùi dập, bị sỉ vả, bị đau thương mà họ còn vươn lên được để trở thành những con người có thể truyền động lực, những người có thể giúp đỡ những người khác vượt qua cái giai đoạn khốn khó của họ. Thì đó là chúng ta đang dần tỏa sáng đó các bạn. Vậy nên nếu trong cái cuộc sống của mình, công việc nè, tình yêu nè, hôn nhân nè, các mối quan hệ xã hội, ai đó vùi dập mình, ai đó gây khó dễ mình, ai đó khiến cho mình cảm thấy cuộc đời này nó quá là chật vật khó khăn, thì các bạn ơi, hãy cảm ơn họ. Họ đang tạo cơ hội, họ đang tạo điều kiện cho bạn khẳng định mình, cho bạn một cái nồi áp suất lớn, một cái nhiệt độ cao để bạn có thể trở thành cái viên kim cương sau này. Hãy biết ơn họ, đừng hờn trách nữa. Tại vì cái việc mà các bạn dừng lại, các bạn hờn trách cuộc đời, các bạn không hiểu tại sao cái này, cái kia, cái nọ, cái xui nó đến với mình, làm mất thời gian các bạn và khiến các bạn chìm đắm vào tiêu cực, chứ nó không giúp được gì á. Bây giờ mình hãy đổi góc nhìn lại. À, đây là cái quá trình. Quá trình để từ một cục than chì như tôi, mỏng manh, dễ vỡ, đen đúa, xấu xí, không có giá trị, tôi sẽ được trở thành một cái viên kim cương sáng giá mà ai cũng muốn sở hữu. Mọi người sẽ trân trọng và nhìn ra được cái giá trị của tôi. Mình hãy nghĩ như vậy đi, nhẹ nhàng hơn đúng không? Và rồi mình lại có động lực để cố gắng tiếp tục bước đi, kể cả trước mặt có những cái ổ gà, ổ voi như thế nào, kể cả những cái việc sắp tới nó xảy ra khổ cực, khó khăn ra làm sao, mình vẫn có thể thản nhiên đón nhận nó một cách dễ dàng nhất. Vậy là bạn đã chấp nhận được thử thách và bạn có khả năng trở thành viên kim cương. Thế thôi, kim cương thì ai cũng muốn, nhưng mà khó khăn thì không ai chịu nhận. Vậy nên đâu phải cái viên than chì nào cũng trở thành kim cương được. Đó là sự chọn lọc của tự nhiên. Còn ở trong cuộc sống của chúng ta là sự chọn lọc của cuộc đời để tìm ra được cái người xứng đáng với cái thành quả, thành công đó. Bạn hiểu ha? Rồi, có lẽ radio tối nay cũng đến đây thôi. Nói nhiều quá thì cũng như vậy, mà nói ít quá thì cũng không được. Thôi thì nói vừa vừa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho CD Radio đến giờ phút này, và hy vọng nhận được một nút like cũng như một cái bình luận từ các bạn để CD Radio có thể cải thiện hơn chất lượng vào mỗi tập tiếp theo hen. Cảm ơn bạn một lần nữa và chúc bạn ngủ ngon. Nhớ đăng ký kênh nữa nha. Bye bye.